Giá cà phê hôm nay, ngày 19 tháng 2 năm 2024, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 12 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong tiếp tục tăng so với phiên giao dịch trước đó, mức tăng từ 800 đến 900 đồng/kg. Hiện giá trung bình là 81.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 81.400 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá khá cao với 81.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắng Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 81.400 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 80.300 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 19 tháng 2 tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức 81.000 đồng mỗi kg. Còn tại huyện i Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 81.100 đồng kg. Cồn kho cà phê Robusta do sàn lăng đơn chứng nhận và theo dõi cấp phát tiếp tục giảm và đã giảm 5.050 tấn, tức giảm 20,09 so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 20.090 tấn khoảng 334.833 bao, bao 60 kg, mức thấp kỷ lục mới, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá cà phê Robusta trong ngắn hạn. Trong bối cảnh nguồn cung Robusta toàn cầu vẫn còn bị ách tắc và tại thị trường nội địa của nhiều nước sản xuất chính, trên thế giới đã tăng tiếp tục được củng cố đối với hai mặt hàng cà phê, trong đó giá Arabica và giá Robusta đều tăng cao so với tham chiếu, tỷ giá USD BRL giảm gây tâm lý hạn chế bán hàng ở nông dân Brazil, từ đó thúc đẩy giá tăng. Giá tiêu hôm nay ngày 19 tháng 2, thị trường trong nước tiếp đã đi lên. Theo khảo sát, giá tiêu tại thị trường nội địa dao động trong khoảng 83.000 đến 86.000 đồng kg sau khi tăng đồng loạt 500 đồng kg. Trong đó, mức giá thấp nhất được ghi nhận tỉnh Đồng Nai và Gia Lai là 83.000 đồng kg. Song song đó, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang ghi nhận mức giá 85.000 đồng kg các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang thu mua với mức giá chung là 85.500 đồng kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước cũng tăng lên mức 86.000 đồng kg. Vụ thu hoạch hạt tiêu năm 2024 đã bắt đầu tại một số huyện của tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, lượng thu hoạch trải rác tại một số huyện và chưa nhiều. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm 2024 chậm hơn năm 2023 dự kiến sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 170.000 tấn, giảm 10,5% so với năm 2023. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa tăng do nguồn cung hạn chế. Hiện người dân đã tạm ngừng thu hoạch để chuẩn bị đón Tết nguyên đán, trong khi doanh nghiệp vẫn có nhu cầu mua để đảm bảo tiến độ xuất khẩu. Ngày 6 tháng 2 năm 2024, giá hạt tiêu đen tăng từ 500 đến 1.000 đồng mỗi kg so với cuối tháng 1 năm 2024, tùy từng khu vực khảo sát, lên mức 81.300 đến 84.000 đồng mỗi kg.